xin chào tất cả mấy chị em đã đến với kênh mỹ phẩm chính hãng shop Bác Cứng. Và hôm nay em sẽ giới thiệu về dòng nước hoa Victoria. Cái dòng nước hoa này đang rất là hot, cũng như là nó sẽ có rất là nhiều mùi hương. Nhưng mà đặc biệt trong cái tất cả các mùi hương đó thì em cảm thấy thích thú, cũng như là cảm thấy cái mùi hương đặc biệt cũng như là quyến rũ nhất là mùi hương Very Sexy nha. Cái mùi hương này thì cực kỳ sang, cũng như là cái mùi nó sẽ hơi ngọt và đặc biệt rất là dịu, nó thơm cực kỳ lâu luôn. Cái này là hàng của Pháp nha mấy chị. Đặc biệt là trên thị trường cái hàng nhái thì rất là nhiều, nhưng mà bên em sẽ tư vấn về những dòng chính hãng, cũng như là nó sẽ lưu lại cái mùi hương rất là thơm, rất là dai, và đặc biệt cái mùi nó sẽ thoang thoảng, rất là dịu, rất là nhẹ, làm cho chị em chúng ta trở nên quyến rũ và đầy tự tin hơn nha. Đó, mấy chị mở cái chai, nắp chai như thế này nè. Khi mà mấy chị sử dụng á, cái dòng chai này sẽ giúp cho mấy chị tự tin cũng như là gợi cảm hơn. Mấy chị lắc đều cái chai như thế này, khi sử dụng mấy chị sẽ xịt lên body của mình, là phần tay và chân hoặc là cổ mình sẽ xịt đều như thế này. Nó sẽ có cái nước phun ra và nó sẽ bám lên da của mình, và nó sẽ tạo ra một cái mùi hương rất là thơm. Và đặc biệt là cái mùi hương này là mùi hương đặc biệt nhất trong dòng nước hoa Victoria này nha. Dòng nước hoa này á là bên em đang phân phối, nên chị nào cần mua sản phẩm nước hoa Victoria này, dòng sexy, very sexy nha. Cái mùi nó rất là đặc trưng, cũng như là em cam kết với mấy chị em phụ nữ là cái mùi này á, chị nào cũng thích, hầu như là chị nào cũng thích hết 99% rồi. Đặc biệt là cái mùi này rất là dịu và rất là hợp với chị em phụ nữ chúng ta nha. Bây giờ sẽ kết thúc cái video này. Chị nào cần đặt hàng thì hãy liên hệ qua cho em qua cái Facebook hoặc là Zalo bên em là 0355 838057. Mấy chị nhớ nhấn đăng ký kênh bên em để xem thêm rất là nhiều cái video clip bên em đang được đăng tải, cũng như là hướng dẫn cách sử dụng và từng sản phẩm mỹ phẩm đang hot, cũng như là những dòng sản phẩm ok và chất lượng nhất nha. Chị nào muốn đặt hàng thì hãy comment phía bên dưới, hoặc là muốn mua hàng thì hãy liên hệ qua cho em 0355 838057 nha. Nhớ hãy đăng ký kênh bên em, nếu mà mấy chị thích là chia sẻ kênh bên em để ủng hộ em nha. Bây giờ em sẽ kết thúc cái video này. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Bye bye mọi người nha.